Phần này là phần mình học lộ trình cơ bản QC từ cơ bản nâng cao như thế nào. Đây. Thì trên phần này là thứ mọi người cần quan tâm. Lộ trình ở đây mình có 6 cấp độ khác nhau. Cấp độ đầu tiên là mình có kiến thức cơ bản liên quan đến điện cơ bản. Rồi là mình có thể thực hiện những ứng dụng lập trình đơn giản như là chỉnh sửa tính năng máy có sẵn, rồi là viết thêm chế độ, rồi chỉnh sửa HMI, đèn đóm, còi kêu các thứ, nên là đếm sản lượng đến sản phẩm vân vân. Đó thì đấy là những tính năng rất là đơn giản. Cấp độ thứ hai là mình bắt đầu làm những cái ứng dụng nó nâng cao hơn một chút, là mình bắt đầu biết điều khiển biến tần, rồi mình có thể làm xử lý tín hiệu analog, rồi mình có thể truyền thông cấp độ đơn giản của PLC với thiết bị ngoại vi. Và level thứ ba là mình bắt đầu có thể làm được máy rồi, là cái trái tim của một con máy bất kỳ, nó là cái hệ điều khiển servo. Thế thì cái cấp độ 3 này các bạn sẽ có thể làm những cái máy từ 1 cho đến kiểu 50 servo. Tại sao lại là con số này? Có lý do của nó. Thứ nhất là các cái dòng PLC mà cỡ nhỏ trên thị trường thì có rất nhiều loại nó có tính năng là hỗ trợ khả năng điều khiển trục trục servo có sẵn từ 1 cho đến 50, mà phổ biến nhất là 30. Và ngoài ra thì nó có thể thêm bán thêm một cái module rẻ rẻ hơn bên ngoài, cái module điều khiển vị trí riêng để mình nối mở rộng cái khả năng điều khiển trục của nó. Thì một cái máy nhỏ, tại sao là con số 1 và 5 này, nó có nguyên nhân đến ngân sách nữa. Thì những cái máy nhỏ là 1 đến 50 servo thì thường cái chi phí của giá của nó lên từ 2 từ 30.000 đô trở xuống. Thì đây là cái máy tự động hóa cỡ nhỏ mà nó phù hợp nhất cho những dòng máy lốt bán lốt của những cái dây chuyền sản xuất. Tức là thay người làm những công việc là bê vác hay là làm một cái tính năng là check track gì đó, những công đoạn nhỏ trong máy, thì trên các cái hiện trường sản xuất nó rất là nhiều loại máy như này. Nói về máy tự động hóa thì nó chỉ hai loại thôi. Một là những cái máy gắp thả, gắp vào và gắp ra, liên quan đến luân chuyển con hàng giữa các công đoạn, nó là dạng lốt bán lốt. Loại thứ hai là gì? Máy function. Tôi lấy ví dụ là cái máy cắt kính chẳng hạn. Ngày trước mình làm Samsung, mình có máy kính to như cái chiếu, xong mình làm cả mấy hệ thống điều khiển để nó cắt ra một cái, cắt ra một cái kính nó bé bằng cái điện thoại kích thước, nó gọi là cell. Đấy thì đó đó là một cái ví dụ là liên quan đến máy function. Đấy thì giữa những cái cả một cái line đấy, nó sẽ có những cái máy rồi nhấc từ công đoạn này nhấc công đoạn kia. Đó thì từ chuyền này sang chuyền kia, từ cơ cấu này qua bàn gắp kia, đó thì nó là dạng lốt ăn lốt, kiểu hai loại không. Rồi cấp độ thứ tư là sau khi các bạn làm máy cơ nhỏ rồi thì các bạn có thể làm hệ thống, tức là làm nhiều máy khác nhau thành một chuỗi làm dây chuyền. Thì nó IO thì nó chỉ là đơn thuần tạo thêm các cái module nhân nhân rộng lên, hoặc là tạo thêm gì mode IO. Như các bạn làm Mitsubishi thì mình có thể làm CC-Link sử dụng các remote IO đó, nên có thể làm 64 chạy. Thì trong cái bài toán và dây chuyền thì nó sẽ còn truyền thông giữa các bộ điều khiển khác nhau đó, nhưng mà cái quan trọng nhất, cái lõi trái tim vẫn là phần motion và hệ chuyển động. Thì trong cái phần level 4 này thì mọi người cần phải có và làm được cái khả năng là điều khiển đa trục servo qua hệ thống mạng truyền thông. Thì trong suốt những cái năm tháng mà mình làm dự án thì cái dự án lớn nhất mình làm đã điều khiển hơn 30 servo nhau qua truyền thông CC-Link và kết hợp với Motion Gate. Nó thì cái này mình sẽ nói cái chi tiết cái giải pháp này về về một cái video nào đó trên YouTube mà mình sẽ làm xong, chắc là có thì cái giải pháp khá là hay. Rồi cấp độ thứ năm là sau khi các bạn làm một cái con máy rồi, thì câu chuyện là mình sẽ làm một con máy này và làm một con máy khác, và kết nối hai cái máy đấy với nhau qua các tín hiệu vào ra, có những IO interface. Đấy thì điển hình nhất là mọi người làm một con máy bằng PLC và kết hợp với một con robot, hai cái thằng đấy giao tiếp với nhau. Thì đây là ví dụ điển hình của level 5. Rồi level 6 là mình tích hợp hết cả cái đống rồi, PLC, robot vision, control các thứ, gom hết à, rồi làm những cái máy đấy đặt thành một chuỗi line và chúng nó truyền thông với nhau. Đấy là cấp độ 6.